Cái Tết ấn tượng nhất trong cuộc đời người lính đó là cái Tết mà trước lúc tòng quân, khi anh em có giấy báo trúng tuyển nhập ngũ. Ngũ thì anh em sẽ có một khoảng thời gian là ăn Tết với gia đình. Đó là cái Tết mà xúc động trong cuộc đời người lính nhất mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ. Trong cuộc đời có nhiều dấu mốc quan trọng mà ta không thể nào quên được, đó là một cái dấu mốc mình trước lúc mà mình đi lính. Đó là nhiều anh em sẽ tổ chức một cái tiệc chia tay bạn bè người thân rồi ăn Tết với gia đình. Sau đó chúng ta sẽ được địa phương tổ chức một đêm lửa trại. Đêm lửa trại đó thì anh em được mời gia đình lên cùng chia vui sẽ thưởng thức văn nghệ, có các cán bộ của địa phương tặng hoa tặng quà và trao một số tiền, tặng một số tiền để động viên anh em lên đường. Rồi anh em sẽ được tối đêm đó em sẽ mời người thân lên và anh em sẽ chơi một số trò chơi của dân gian, có các anh chị đoàn viên và các em đoàn viên, đó là các những người đó sẽ tiễn anh em lên đường, có các cán bộ nữa. Sau đêm lửa trại đó và chơi các trò chơi thì sáng mai anh em sẽ được làm một cái lễ, đó là lễ tiễn quân dân trên lên đường nhập ngũ. Sau khi các cán bộ địa phương và các cán bộ sĩ quan làm một số thủ tục cho buổi lễ thì đại diện của chiến sĩ bộ đội như anh em tụi mình nè sẽ đại diện một người lên để phát biểu và đọc lời tuyên thệ. Sau đó thì sẽ kết thúc phần phần lễ và anh em sẽ được lúc lúc trước khi anh em làm lễ người ta sẽ chuẩn bị cho anh em một cái cầu, cái đài cầu vinh quang, để tri ân những người là như anh em tụi mình nè đăng ký lên đường nhập ngũ là phục vụ tổ quốc. Ở dưới cái gần cái cầu vinh quang đó là xung quanh là người thân bạn bè, đứng ở trên là sân khấu, còn ở trước đây là cái cầu vinh quang anh em, còn ở dưới là người thân bạn bè đứng chen chúc. Lúc đó tôi bước lên đài vinh quang mà tôi trong lòng tôi như một người người anh người có công với đất nước luôn anh em, kiểu như người ta rất là thích bộ đội nha anh em, anh bộ đội phục vụ cho đất nước, phục vụ cho quê hương tổ quốc. Lúc đó đi lên đài đài cầu vinh quang là vẫy tay chào nha anh em, nhưng mà thật sự ra lúc lúc đó là tôi không, tôi nói thiệt thẳng luôn là nhiều anh em là giấu cảm xúc vào trong lòng, như tôi cũng vậy thôi. Mặc dù đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc nhưng mà lúc đó lúc chia tay bạn bè người thân đứng trên cầu vinh quang mà sao mà mình không giấu được à, mình giấu được cảm xúc, ý là mình cảm xúc mình cũng sẽ buồn đó, nhưng mà mình sẽ cố tỏ ra là vui để người thân yên tâm kiểu như vậy. Nhưng mà nói chung là ai đi ai chia xa người thân thân một khoảng thời gian lại không buồn anh em, mặc dù đó là một nghĩa cử vẻ vang của dân tộc, nhưng mà cảm xúc lúc đó thì ai mà tránh khỏi được. Nhưng mà nhiều anh em vẫn cố cố vui vui vẻ để người thân bớt lo. Rồi lúc đó lên cái cầu vinh quang cái lòng tôi rạo rực lắm, kiểu như mình là một người mà thực hiện nghĩa vụ cho đất nước, rồi mình kiểu như tự hào lắm, lúc đó mình tự hào lắm, mặc trên bộ đồ lính mình tự hào lắm. Rồi được tặng hoa tặng quà các kiểu, lúc đó tôi cảm tưởng tôi như là các chiến sĩ tụi tôi luôn á, là cảm tưởng như là một người hùng vậy đó, người hùng có công với đất nước là mới mới được tặng hoa tặng quà vậy chứ đúng không anh em. Đó xong rồi trong lúc đi lên đài vinh quang thì ai cũng cũng cười tươi vẫy tay chào tặng hoa tặng quà, nhưng mà lúc lúc mà bắt đầu lên xe thì cái thời điểm đó là cũng cũng như là một cái dấu mốc khó quên luôn á.
Tôi thì tôi nhìn mấy cái ông kia thì tôi giả vờ như là tôi cười kêu là mấy thằng này yếu đuối quá, ta đi là ta đâu có khóc gì đâu, nhưng mà thật sự là lúc đó mình giả vờ đấy, mà ai đi cũng vậy thôi, chia xa gia đình một thời gian thì cũng nhớ. Rồi tôi nhìn tôi giả bộ cười, tôi nói là mấy mấy thằng này đi sao mà khóc dữ vậy, nhưng mà thật sự trong lòng mình nó khóc ở trong lòng nè đó. Rồi lúc đó là đi là mẹ tôi khóc nè, chị tôi khóc nè, rồi tôi cố nén nước mắt vào trong. Lúc đó nếu mà tôi ở một mình là tôi khóc rồi, nhưng mà lúc đó tôi không thể tỏ ra yếu đuối như vậy nên tôi giấu cảm xúc vào trong lòng. Còn nhiều người á, tôi để ý nha, nhiều gia đình có mẹ thì đa số là khóc, nhưng mà có cha, những người cha mặc dù người cha có nhớ con hay là mà thương con đến đâu, nhưng mà người cha vẫn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ít người đàn ông nào khóc anh em, mặc dù người ta rất là thương con, nhớ con, nhưng mà người ta là trụ cột gia đình á, nên người ta ít thể hiện cảm xúc lắm anh em. Đôi khi người ta về nhà thì người ta lại suy nghĩ lại, người ta nhớ con rồi người ta khóc một mình thì mình không biết, nhưng mà lúc đó là hai vợ chồng nên là một chỗ dựa vững chắc cho người vợ, mà nếu người vợ khóc thì mình khóc nữa thì không được anh em. Nên tôi chưa thấy trường hợp ít ít thấy trường hợp nào nào người đàn ông người cha trong gia đình khóc lắm, tại vì người ta hiểu được cái vấn đề đó, người ta làm chỗ dựa cho người đàn bà, nên tôi chưa thấy trường hợp nào khóc hoặc là khóc rất là ít đó. Rồi nhưng mà người phụ nữ là cái người dễ cảm xúc nhất anh em. Lúc đó là tôi thấy những cái hình tượng những người bà là 60 70 tuổi, 60 70 tuổi tiễn cháu lên đường cũng khóc, khóc tới nỗi mà nhiều người còn ngất luôn anh em. Rồi những người mẹ thương nhớ con, những người mẹ thương nhớ con khóc khóc, mà lúc đó tôi cố nén nước mắt vào trong lòng, chứ tôi nhìn những cái cảnh đó tôi dễ mũi lòng lắm anh em à. Nhưng mà lúc đó mình cố vượt qua, nhưng mà lúc mình lên xe thì lúc đó mới là cái thời điểm mà mình úp mặt vào vào ghế, mà mình nhớ gia đình, nhớ nhớ gia đình, nhớ người thân anh em à. Rồi cũng cũng thương cho những cái anh em mà có vợ mà theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường đó, để vợ ở nhà rồi mình đi thực hiện nghĩa vụ, cũng cũng rất là thương cho những anh em đó. Nói chung là cái ngày nhập ngũ đó là ba giai đoạn tôi ấn tượng nhất, là lúc nhập ngũ lên đường đó, cái cảnh tượng rất là xúc động. Lúc mà chia tay nhau rồi cảm cảm giác mình như là một người người có công với Tổ quốc á, có góp một phần nào đó cho Tổ quốc khi bước lên đài vinh quang. Lúc đó cảm thấy cũng tự hào, đó là một dấu mốc đầu tiên. Dấu mốc thứ hai là lúc vào tân binh và tuyên sau 3 tháng tân binh là đi điều lệnh đội ngũ để tuyên thệ kết thúc tân binh em. Sau đó dấu mốc tiếp theo là diễn tập hành quân. Diễn tập hành quân gần gần cuối năm 2 á, là chúng ta sẽ diễn tập hành hành quân ở cấp cấp trung đoàn. Đó là dấu mốc thứ ba. Ba và dấu mốc thứ tư là lúc mà chúng ta mà các chiến sĩ chuẩn bị ra quân đó anh em, đó là lúc là chia tay đồng chí đồng đội, các cán bộ đã dìu dắt chúng ta trong vòng 2 năm và chúng ta lên đường. Lúc đó lúc nhiều khi trong cuộc sống bộ đội có nhiều có lúc sẽ không suôn sẻ, có lúc công việc nó không suôn sẻ,
thể là cán bộ có thể la chúng ta, nhưng mà lúc ra quân thì tình cảm nó thật là dạt dào anh em à. Lúc chia tay nhiều nhiều anh em còn khóc, lúc của tôi cũng khóc, tại vì trong quá trình 2 năm mình gắn bó với nhau không ít thì nhiều vẫn có cảm xúc, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau trong trong công việc và hành quân và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu diễn tập, nên cái đó là cái dấu mốc cuối cùng lúc ra quân là anh em trước khi về nhà đó. Nhiều anh em ra quân còn vào thăm lại các chiến sĩ, tôi thì cũng vào thăm lại quân đội doanh trại một lần để biết ơn các cán bộ chiến sĩ đã giúp đỡ ta trong 2 năm quân ngũ. Nếu không có đảng và nhà nước cùng các cán bộ chiến sĩ tạo điều kiện cho chúng ta nhập ngũ thì chúng ta không có 2 năm nghĩa vụ để cống hiến cho đất nước đâu anh em à. Vì vậy nên biết ơn đảng và nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng ta được đi lính, được hoàn thành sứ mệnh của người thanh niên. Dù là nhỏ nho nhưng mà nó vẫn góp một phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chúc anh em lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở về với gia đình trong sự chào đón nồng nhiệt và phát triển sự nghiệp sau khi ra quân nha anh em.